Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác giáo dục nghề nghiệp năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến vừa hội nghị. Đến nay trên địa bàn thành phố có 63 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 55 cơ sở giáo dục nghề nghiệp do địa phương quản lý, chiếm tới 7,30%. Thời gian qua các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tập trung thực hiện các giải pháp để đẩy mạnh thu hút tuyển sinh học nghề. Tổng quy mô tuyển sinh hàng năm của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp là 60.546 học sinh sinh viên với 286 ngành nghề ở các cấp trình độ đào tạo khác nhau. Năm 2023, các cơ sở đào tạo đề ra mục tiêu tuyển mới 43.000 học sinh sinh viên, trong đó trình độ cao đẳng 8.500 sinh viên, trình độ trung cấp nghề 2.500 học viên, trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng 32.000 người. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến biểu dương những kết quả đạt được của Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian qua. Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến gửi lời chúc mừng tốt đẹp và sự tri ân đến các cán bộ viên chức, các thầy cô giáo đang công tác tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Mong muốn các thầy cô giáo tiếp tục đóng góp tích cực vào công tác đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng giảng dạy gắn với thực tiễn xã hội, nhu cầu của doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu nguồn lao động cho thành phố nói chung và cả nước nói riêng. Dịp này, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố trao cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân thành phố cho trường cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua của khối thi đua các trường cao đẳng ngoài công lập năm học 2021-2022. Trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho trường cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022. Sở Lao động Thương binh và Xã hội trao giấy khen cho 12 tập thể và 24 cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục nghề nghiệp năm 2022.